Tuy nhiên, lực lượng công an đã bố trí, khống chế, tóm giữ 92 đối tượng liên quan. Cơ quan công an tạm giữ 77 máy tính bảng di động, 71 xe máy, 6 cặp cửa sắt và số tiền hơn 370 triệu đồng. Các đối tượng đá gà và tang vật. Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng soàn xỉnh xuyên tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền, có tính chuyên nghiệp, bố trí người cảnh giác nhiều nơi và soàn xỉnh xuyên thay đổi địa điểm, gây bức xúc trong nhân dân.